Xin chào các bạn, đây là chương trình hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường của Ford Việt Nam. Sau đây là những lưu ý khi lái xe trong điều kiện sương mù. Lái xe trong điều kiện sương mù tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, tầm nhìn của tất cả các phương tiện rất kém. Đặc biệt, sương mù trên vùng cao khiến cho tầm nhìn về gần bằng không, cộng với đường dốc hẹp, quanh co. Để lái xe an toàn trong sương mù, ngoài việc đi chậm, giảm tốc độ, các bạn cần thực hiện các kỹ năng sau. Thứ nhất, không được bật đèn pha vì ánh sáng đèn pha không hề soi sáng xuyên sương. Ánh sáng trắng mạnh của đèn pha gây phản xạ hơi nước, làm lóa toàn bộ tầm nhìn lái xe. Thứ hai, chỉ dùng đèn chiếu gần hay đèn cốt và chỉnh cho góc chiếu thấp hết mức. Nếu xe có trang bị đèn sương mù với ánh sáng vàng, lập tức sử dụng đèn sương mù để chiếu rõ phía trước của xe. Nếu không có, bạn có thể dùng mẹo dán giấy kính vàng lên đèn cốt, thậm chí xoa bùn non lên đèn cốt để tăng tầm nhìn. Thỉnh thoảng bật gạt mưa để làm sạch kính lái do hơi nước đọng. Nếu nhiệt độ ngoài trời quá lạnh, chênh lệch nhiệt độ trong xe có thể khiến kính mờ đục, hãy bật sưởi kính hoặc hé mở cửa sổ để làm trong kính lái. Thứ tư, tùy thuộc vào mức độ sương mù, hãy thực hiện thêm một vài kỹ năng để tăng khả năng kiểm soát như tắt hệ thống giải trí, tập trung lắng nghe nhận biết sớm về giao thông, chú ý theo dõi vạch kẻ đường, hàng rào ta luy để căn đường cho đúng. Cũng có thể bật chế độ đèn cảnh báo để giúp xe khác sớm nhận ra bạn. Chúc các bạn lái xe an toàn trong điều kiện sương mù.